Khai thác vàng trái phép từ lâu đã trở thành vấn nạn tại tỉnh Quảng Nam. Và việc truy quét, bắt tại chỗ hơn 200 đối tượng đào đãi vàng trái phép ở huyện Nam Giang mới đây, được xem là giải pháp quyết liệt của chính quyền nơi đây. Bãi vàng Thành Mỹ 1, thôn 49A, xã Đắc Vinh, huyện Nam Giang, lúc mờ sáng. Bí mật băng rừng xuyên đêm, đột kích điểm khai thác vàng lúc trời vừa hửng sáng. Hiện trường chỉ là một thung lũng nhỏ hẹp. Từ trên cao xuống chân đồi, có hàng chục lán trại được che phủ bạt. Hàng chục hầm vàng đào xuyên trong lòng núi. Khoảng 200 đối tượng đào vàng đủ mọi lứa tuổi. Một nửa trong số đó là các thanh thiếu niên đến từ các tỉnh phía Bắc như Nghệ An, Hòa Bình, Thái Nguyên. Em vào được hơn tháng. Làm cho ai? Lương tháng bao nhiêu? Em làm cho anh Dũng. Hơn tháng là 4 triệu một tháng. Này và em làm 9 tiếng. Ở đây cái hầm sâu nhất khoảng bao nhiêu mét? Nói chung là sâu được chắc cũng phải được trên 100 mét. Vậy lên thì làm gì? Vậy lên thì cũng đi tò mò với lại bán quán nữa thôi. Thì tôi thấy lực lượng đi quét hôm nay thì chắc tôi suy nghĩ là phải về hết rồi. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản 16 chủ bãi vàng, tất cả đều ở Quảng Nam. Tổ công tác cũng phá hủy 22 lán trại, hàng quán trong khu vực, hàng chục hầm lò cùng nhiều phương tiện khai thác vàng. Công an tỉnh đã đuổi khoảng 120 đối tượng đào vàng thuê ra khỏi địa bàn. Mục đích cuối cùng là anh em đã đạt được cái truy quét là đảm bảo là bất ngờ bí mật đẩy đuổi số đối tượng ra khỏi khu vực đào vàng để lập lại trật tự. Bãi vàng Thành Mỹ 1 đã tồn tại vài năm nay, nằm biệt lập giữa lòng hồ thủy điện sông Bung 4. Mặc dù những hệ lụy của khai thác vàng trái phép vẫn luôn được cảnh báo, nhưng vì sức hút của vàng, nhiều người vẫn chấp nhận đặt cược tính mạng tới đây, mong được đổi đời.